Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Hôm nay chúng ta có một phiên mà thị trường đã tiếp cái đà tăng của ngày hôm qua và rất nhiều cổ phiếu đã tăng khoảng tầm từ 4 cho tới thậm chí là tăng trần ở trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì kể từ sau 2 giờ, những cái áp lực cung, đặc biệt là đến từ khối ngoại đã bắt đầu xuất hiện và khiến cho nhiều cổ phiếu bị bán ngược về, chỉ còn tăng khoảng tầm là khoảng 0, mấy cho tới từ 1 hoặc là 2%. Thì điều đó, đặc biệt là với thanh khoản lớn nữa, thì điều đó đã khiến cho rất nhiều người chúng ta bắt đầu có những cái sự hoài nghi về thị trường và đặt một cái dấu hỏi chấm là liệu phiên ngày hôm nay có phải là một phiên phân phối hay không, và cái đà tăng của thị trường nó sẽ có thể tiếp diễn tiếp hay là không. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp hai cái vấn đề này ở trong video ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu video, chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một cái nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là cho Hải một cái số 1 nếu mà chúng ta thấy video hữu ích. Và đặc biệt chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo hoặc là chúng ta ở bên dưới cái phần mô tả hoặc là bên dưới phần bình luận thì Hải đều có. Thì Hải sẽ tư vấn và sẽ khuyến nghị ở trong này. Chúng ta cũng có thể đưa ra những cái quan điểm của mình mọi người ha. Ví dụ là ngày hôm qua thì có một anh này thì thật ra là rất là hay, rất là thường xuyên xem video của Hải và cũng gọi là thường xuyên bình luận. Thì rất là cảm ơn anh đã có những cái chia sẻ về quan điểm của mình. Thì với cái quan điểm là hôm qua anh có nói rằng là Hải sai rồi và sẽ không bao giờ điều chỉnh xuống dưới cái điểm số của VN Index của ngày hôm qua. Thì thật sự là nói chung là ai cũng sẽ có những cái quan điểm riêng. Thì trong video ngày hôm nay Hải sẽ phản bác lại cái quan điểm của anh này, thì hy vọng là anh sẽ có thể tham khảo qua mọi người ha. Thì dĩ nhiên chúng ta có quan điểm chúng ta vẫn có thể nói rất là bình thường thôi. Thì nếu mà đúng thì Hải sẽ tiếp thu, còn nếu mà sai thì Hải sẽ phản biện lại. Thì đó là những cái cách để chúng ta có thể gọi là tương tác với nhau ở trên video. Thì rất là cảm ơn anh này. Chúng ta có bất kỳ những quan điểm gì chúng ta cũng có thể bình luận phía bên dưới mọi người nha. Thì quay trở lại với video nè, thì chúng ta đang bắt đầu có những cái quan điểm về cái việc là thị trường có một phiên phân phối hay chưa. Thì để chúng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ nói ra về khái niệm phiên phân phối là một phiên mà thị trường sẽ có giá đi ngang hoặc là tăng rất nhẹ hoặc là giảm rất nhẹ, nhưng mà vấn đề là thanh khoản sẽ cực kỳ lớn và bùng nổ. Thì điều đó nó sẽ minh chứng cho cái việc là ở vùng này mặc dù lực cầu là rất lớn nhưng mà thị trường chỉ có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ hoặc giảm nhẹ, thì minh chứng cho một cái việc là lực cung ở tại vùng này cũng đang là rất lớn. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng thị trường có một phiên chỉ tăng có 0,46 điểm nhưng mà thanh khoản lại quay trở về với mốc là 22.000 tỷ. Và đặc biệt chúng ta có rất nhiều cổ phiếu đang xanh tím ở trong ngày hôm nay thì bị chốt ngược, có thể kể đến như dòng chứng khoán nè. Chúng ta có SCI ngày hôm nay nó tăng rất là mạnh ở trong phiên, có những thời điểm đã tăng khoảng tầm là gần 5%, nhưng mà kết phiên thì chỉ còn tăng là 1,82%. Và thanh khoản dĩ nhiên là lớn hơn so với phiên ngày hôm qua. Tương tự chúng ta có VND cũng có một râu nến rất dài ở phía trên kèm với thanh khoản lớn hơn so với ngày hôm qua. Ở bên phía dòng bất động sản chúng ta sẽ có sự phân hóa. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu, ví dụ là CEO, mọi người thấy rằng gì, một cây nến đóng tương đối là xấu. Thì một cái điểm cộng là CEO thanh khoản không có cao bằng so với ngày hôm qua. Nhưng mà chúng ta cũng có thể kể qua, ví dụ là DIG cũng có những cái râu nến rất là dài ở phía trên kèm với thanh khoản to. Đất xanh cũng như thế, thanh khoản là rất to và vẫn có râu nến ở phía trên. Một số cổ phiếu khác hay có thể kể đến như là Hòa Phát là đúng mà, thanh khoản cũng khá là to và đóng một cây nến khá là xấu. Tương tự thôi, Hoa Sen cũng một cái nến tương đối là xấu mà ha. Thì một cái điểm cộng là thanh khoản không có to bằng so với ngày hôm qua. Nam Kim cũng vậy, thanh khoản khá là to và đóng một cái nến khá là xấu. Thì nhìn chung phiên ngày hôm nay chúng ta có thể nói là một phiên phân phối rồi nha, xác định là một phiên phân phối. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ là trong quá trình thị trường tăng á, chúng ta sẽ cần phải có rất nhiều phiên phân phối thì thị trường mới có thể tạo đỉnh được. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ mới xuất hiện phiên phân phối đầu tiên thì anh chị chúng ta vẫn có thể an tâm là thị trường vẫn sẽ chưa tạo đỉnh quá sớm ở vùng này, mà theo Hải là chúng ta vẫn sẽ còn lình xình những cái nhịp quanh quanh những cái vùng phía trên này trước khi chúng ta tạo đỉnh và chúng ta rơi. Bởi vì sao? Chúng ta có cây nến ngày hôm qua. Hôm qua là một cây nến thị trường tăng tới 33 điểm kèm với thanh khoản là 18,5 nghìn tỷ. Thì với thanh khoản đó chắc chắn rằng lực cầu không chỉ có thể đến từ nhà đầu tư cá nhân mà sẽ còn phải đến từ cả tay to và cả nhóm tổ chức. Nếu mà chúng ta nhớ thì ngày hôm qua tự doanh đã mua tới 700 tỷ, nha, 700 tỷ, bao gồm cả ngân hàng, cả chứng khoán, cả thép và cả bất động sản.
là những ngành có vốn hóa rất lớn ở trên thị trường. Cho nên thị trường sẽ không thể nào tạo đỉnh ở tại vùng này và rơi ngay ngày mai hoặc là phiên thứ hai tuần sau. Cho nên là chúng ta vẫn sẽ có thể yên tâm là anh chị nào chúng ta mua mới ở trong phiên ngày hôm nay hoặc là chúng ta đu vào phiên ngày hôm qua thì theo Hải thì cái khả năng hàng về T cộng chúng ta vẫn có lời, nó vẫn là rất cao. Và vấn đề nó chỉ là lời bao nhiêu mà thôi, chứ còn để mà kịp T cộng á, thì theo Hải nó vẫn sẽ kịp. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên chúng ta có thể an tâm về vấn đề này. Rồi tiếp tục á, về cái kịch bản của thị trường thì chúng ta cũng sẽ có thể kể qua. Chúng ta thấy rằng là trong những cái vùng á, ví dụ là cái vùng thị trường nó tăng, đây là một cái vùng mà Hải rất thường xuyên đưa ra ví dụ, thì mọi người thấy rằng là trong quá trình tăng lên á, chúng ta vẫn sẽ có, ví dụ như là phiên ngày 1 tháng 12 của 2022 thì thị trường cũng đã từng có một phiên thanh khoản cực kỳ bùng nổ, và chúng ta thấy rằng gì, đóng nến thấp nhất ngày, cái lúc mà đóng nến thấp nhất ngày kèm thanh khoản bùng nổ là một cái phiên rất là xấu. Mà cuối cùng thì sao ạ, chúng ta vẫn sẽ có những cái phiên tăng điểm phía sau của thị trường và hoàn toàn là kịp tơ cộng mọi nhà, hoàn toàn là kịp tơ cộng. Hoặc là gì ạ, chúng ta sẽ có thể có một cái trường hợp giống như thế này, thì bắt đầu chúng ta sẽ chỉnh lại cái đà tăng ở tại vùng giá này, sau khi chúng ta có một phiên tăng rất tốt thì phía sau chúng ta vẫn sẽ tăng điểm, có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ có một cái quá trình tăng giá, và cái nhịp tạo đỉnh này của thị trường nó tốn rất nhiều thời gian, khoảng tầm là 2 tuần thì mới có thể tạo đỉnh được và rơi. Thì đó là hai cái kịch bản mà hiện tại Hải đang chú ý, thì nó đều là những cái kịch bản có thể xảy ra, thì anh chị chúng ta có thể an tâm là vùng này ok và rất là tốt, tại vì chúng ta vừa mới thoát ra khỏi trend giảm. Cái vấn đề Hải quan tâm á, là cái nhịp chỉnh phía sau của thị trường nó sẽ là bao nhiêu. Tại vì thật ra cả thông tin khối ngoại bán của mọi người thì Hải có biết trước rồi. Nếu mà một vài anh chị gọi là khách hàng lớn của Hải á, thì Hải có nói ở trong phiên ngày hôm qua, thì thật ra là Hải có view thị trường sẽ tăng. Nhưng mà ngày hôm qua á, thị trường tăng thật ra nó vượt quá cái dự định của Hải. Tại vì Hải có những cái thông tin về cái việc là các cái quỹ ETF là khối ngoại á, thì họ sẽ bán ra các cổ phiếu VN30 kể từ ngày 9 tháng 11. Thì kết quả chúng ta thấy rằng là các cổ phiếu ở trong rổ VN30 bị bán rất là nhiều, ngày hôm nay bán tới 600 tỷ đối với khối ngoại. Thì bởi vì Hải có trước những cái thông tin như thế, cho nên Hải nghĩ rằng thị trường sẽ không tăng quá sớm. Nhưng mà ngày hôm qua thì lại tăng rất là mạnh. Thì một số anh chị khách hàng ngoài sẽ biết là Hải khá là nhùng ở trong phiên ngày hôm qua, tại vì Hải có những thông tin sớm. Thì đây là một cái minh chứng cho thấy rằng là chúng ta vẫn sẽ có những cái thông tin bên lề để khiến cho là trong thời gian tới thị trường vẫn có khả năng sẽ điều chỉnh xuống. Thì vấn đề nó chỉ là điều chỉnh về bao nhiêu, về có về tới 1020 hay không, hay là về 1040, 60 hay là 80, thì cái việc về bao nhiêu á là một cái dấu hỏi rất là lớn và chúng ta chưa biết được. Nhưng mà theo Hải á, nó vẫn sẽ về, lý do thì chúng ta vừa mới nói qua, về cả là lực cầu á, chúng ta có rất nhiều cổ phiếu khi mà tăng trở về vùng đỉnh mọi người thì sẽ bắt đầu gặp áp lực cung thôi, rất là bình thường ha. Khi mà quay trở về đỉnh cũ thì gặp áp lực cung là chuyện rất là bình thường. Có rất nhiều người chúng ta vẫn còn kẹp. Chúng ta phải nhớ rằng á, là cái quá trình thị trường điều chỉnh á, có rất nhiều người chúng ta không bán kịp, tại vì chúng ta ra một cái tin là ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu vào lúc sau 2 giờ, thì bắt đầu là 2 giờ thì chúng ta sẽ bán không kịp. Và nhiều người chúng ta cũng nhận định rằng là cái việc mà hút ròng bằng tín phiếu như thế á, nó không có ảnh hưởng gì tới thanh khoản của thị trường cả. Thì đó là những cái thông tin để khiến cho họ tin vào thị trường và họ bị kẹp lại. Cho nên khi mà quay trở về đỉnh cũ thì chắc chắn rằng là cái áp lực cung đó nó sẽ trào ra và các cổ phiếu sẽ bị bán và sẽ cần có những cái nhịp điều chỉnh phía sau nó mới có thể tăng trưởng một cách bền vững được. Thì đó là những cái vấn đề về kịch bản của thị trường. Còn về cổ phiếu thì thật ra bây giờ là một cái thời điểm mà theo Hải chúng ta nên bắt đầu là canh chốt rồi. Không phải là hôm nay kết phiên nó xấu thì Hải mới nói chốt, mà thật ra nếu mà chúng ta có ở trong room khách hàng của Hải hay thậm chí rằng là room cộng đồng, thì một số anh chị chúng ta được Hải cơ cấu danh mục thì Hải có nói rằng là Hải vẫn view là cái nhịp sau thị trường vẫn sẽ điều chỉnh rất là mạnh. Cho nên rằng chúng ta cần phải bán trong đà tăng. Khi mà các cổ phiếu đã tăng rất mạnh và lực cầu FOMO bắt đầu vào, các cổ phiếu bắt đầu quay trở về vùng đỉnh thì chúng ta phải bắt đầu chia tỷ trọng ra, chúng ta bán dần. Thì anh chị nào mà chúng ta được Hải cơ cấu thì chúng ta sẽ nghe được câu đó. Cho nên rằng là bây giờ có rất nhiều cổ phiếu đã tăng khoảng tầm gần 30% từ đáy rồi. Như Nam Kim chúng ta thấy rằng tăng khoảng tầm 2-3%. Thì thật ra có rất nhiều người chúng ta đã bắt đáy được Nam Kim ở vùng giá dưới, thì chúng ta sẽ rất dễ bán. Cho nên là chúng ta nên bắt đầu là canh chốt lời thay vì cái việc chúng ta cứ me chúng ta mở mua mới. Các cổ phiếu thì đa phần nó sẽ không điều chỉnh quá nhanh, mà đa phần các cổ phiếu sẽ bắt đầu có một cái nhịp sideways lại ở vùng này, bắt đầu sẽ có một nhịp sideways lại ở vùng này. Theo Hải nó là như thế. Thì chúng ta sẽ chỉ có thể canh chốt thôi. Bây giờ mà chúng ta canh mua thì rất là khó. Bây giờ thì chúng ta mà mua thì rất là dễ dính phải vấn đề là kẹp tơ cộng. Bây giờ thì bắt đầu kẹp rồi. Phiên ngày mai là thứ sáu này hoặc thứ hai tuần sau mà chúng ta mua thì cái
tỷ lệ chúng ta kịp tơ cộng nó sẽ khá là cao, tại vì chúng ta vừa mới trải qua một tuần giao dịch thị trường hồi cực kỳ mạnh. Bất kỳ cổ phiếu nào cũng có thể hồi trên 20% cả. Chúng ta nhắm mắt chúng ta mua thì chúng ta cũng có thể dính được một cái cổ phiếu có lời khoảng tầm là tệ lắm là 10%, tệ lắm là 10%. Nên cho nên rằng là qua tuần sau á thì bắt đầu là cái lực cung nó sẽ lớn hơn, tại vì có quá nhiều người chúng ta có lời. Đó, thì chúng ta phải lưu ý. Về cổ phiếu thì theo Hải là bên phía ngân hàng á thì sẽ bắt đầu gặp những cái áp lực cung đến từ khối ngoại, đến từ các quỹ ETF, thì ngân hàng nó chưa bao giờ là một cái điểm đến của Hải cả, thì không có đánh giá quá nhiều về cái nhóm này. Tuy nhiên thì về nhóm chứng khoán á, chúng ta thấy rằng ví dụ là VND này, thì mọi người nên nhớ rằng á là các cổ phiếu này vẫn còn cách vùng đỉnh rất là xa, khoảng tầm 20%, và cả nhịp phục hồi này của các cổ phiếu như VND á cũng rất là nhanh rồi, khoảng tầm là 20 mấy% rồi. Cho nên rằng là khi mà gặp lại những cái vùng cản phía trên như là VND nè, cái vùng giá khoảng tầm là 21 này, hay thậm chí là vùng phía trên là 22 á, thì chúng ta nên nhớ rằng là những cái vùng này á cản rất là nhiều. Cản rất là nhiều thì cái quá trình quay trở về sẽ rất là khó, tại vì VND giờ gãy quá sâu. Nếu như chúng ta thấy đó như là thép nè, thì hoa sen và nam kim á thì gãy rất là ngắn. Nam kim kể từ vùng đỉnh gãy xuống á chỉ có 24% thôi. Thì sau khi VND phục hồi mới được cái mức là 24%, thì nam kim á cái lượng hàng kẹp của họ họ sẽ đỡ áp lực hơn. Tại vì đa phần khi mà nó hồi về vùng này á thì họ chỉ còn lỗ khoảng tầm 10%, lỗ 10% thì họ có thể gồng thêm một tí nữa, gồng thêm một tí nữa. Nhưng mà VND á thì họ thấy rằng là tự nhiên thị trường tăng nhanh quá, tăng mạnh quá mà bây giờ mình còn lỗ nhiều thì thôi, mình bán đi rồi chờ nó chỉnh về rồi mình mua lại. Thì thông thường khi mà họ lỗ nhiều á, họ sẽ có những cái tư tưởng như thế. Còn những người lỗ ít á thì họ sẽ có tư tưởng là gì? Thôi còn có tí à, ráng đi, chờ nó về, về sát bờ, về gần bờ rồi rồi mình bán cũng được. Thì đó là sự khác biệt giữa hai cổ phiếu gãy nặng và gãy nhẹ. Thì bên phía chứng khoán chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có VND nè, chúng ta có SSI, thì những cái cổ phiếu này là những cổ phiếu mà cái quãng đường quay trở về vùng đỉnh nó rất là xa, thì họ sẽ có tư tưởng là họ sẽ bán và họ chờ điều chỉnh về họ mua lại. Thông thường nó sẽ như thế. Thì chúng ta sẽ lưu ý vào nhóm chứng khoán ha. Thì theo Hải là các cổ phiếu này khi mà bắt đầu chạm về những cái vùng kháng cự này như là SCI khoảng tầm là 32 nè hay là 33 á, thì ok chúng ta có thể canh, chúng ta bắt đầu hạ bớt tỷ trọng. VND cũng như thế thôi. Hôm qua thì Hải có khuyến nghị một vài khách hàng của Hải á, là có bán bớt cổ phiếu ra. Thì bắt đầu là ngày hôm nay bắt đầu là bị chửi. Tại vì tại sao một cái phiên tăng tốt như thế mà em lại để cho anh bán hàng? Mà thật ra là chúng ta nên bán từ từ. Ví dụ là ảnh cầm 10k thì hôm qua Hải chỉ khuyên bán 1k thôi. Ví dụ như thế chúng ta sẽ bán từ từ ra thì nó sẽ tốt hơn. Bán trong đà tăng thì bao giờ tâm lý cũng sẽ thoải mái hơn. Và chúng ta sẽ tránh cái việc là khi mà điều chỉnh xuống chúng ta sẽ bán hàng loạt và rất dễ dính phải một cây sàn. VCI thì gần không tí. VCI thì chỉ cần phục một cái cản thôi nè. VCI, cái cản lớn nhất của VCI là cái vùng giá khoảng tầm là 42. Thì chỉ cần VCI vượt qua vùng giá 42 thôi là một câu chuyện khác. Còn VND và SCI thì còn rất là xa. VIX cũng vậy nè. VIX thì mọi người thấy rằng tăng rất là tốt ngày hôm nay và tăng trần nha. Đóng nến trần dư tới 4 triệu cổ. Nhưng mà cái câu chuyện khi mà VIX quay trở về vùng giá khoảng tầm là 16-16.5 á, là một câu chuyện hoàn toàn khác nha. Để vượt qua được vùng này á, là một câu chuyện rất khác. Tại vì chúng ta có một cái lượng hàng rất là lớn và một cái cản rất là dày của VIX ở tại vùng giá này. Còn bây giờ thì dĩ nhiên anh chị ta chúng ta có hàng chúng ta cứ cầm đi. Rồi khi mà chạm vào kháng cự 16 chúng ta chốt một phần, rồi lên 18 chốt một phần và lên 20 chốt một phần nữa là cái cách để chúng ta bắt đầu rải tỷ trọng ra và chúng ta chốt. ETF cũng vậy nè. ETF thì thật ra thì Hải view vào cái cản 16 sẽ rất là khó vượt. Tuy nhiên thì vượt 16 khá ok rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn cái cản duy nhất là cái cản khoảng tầm vùng giá 18. Thì bắt đầu chạm 18 giảm rồi. Thì để xem coi nếu như ETF mà quay trở về 16 này mà giữ ok thì chúng ta có thể canh và chúng ta mở mua vào ETF. Còn nếu như cứ giữ ở quanh 18 tương tự với thị trường ha. Thị trường chúng ta đang view sẽ sideways đi ngang. Mà nếu như SS ở trong thời gian tới cứ sideways đi ngang hoài ở vùng giá 18 mà không có bứt phá lên thì đó sẽ là thời điểm chúng ta nên bán cổ phiếu SS. Về thép thì nhìn chung là hôm qua Hải có chia sẻ rồi về cái câu chuyện của hoa sen, thì chúng ta nên nhớ rằng là các cổ phiếu như hoa sen không nên quay trở về tới tận 20 nha. Không nên quay trở về tới tận 20, tại vì quay trở về tới tận 20 sẽ là phủ định hoàn toàn cái cây nến tăng mà có vốn vào rất lớn của hoa sen. Thì nếu như có trở về thì chỉ nên về khoảng tầm vùng giá 20.5 hay là tệ lắm 20.4 thôi. Còn về tới 20 thì quá là tệ nha. Tương tự với Nam Kim. Nam Kim thì có thể về khoảng tầm 20. Nhưng mà không nên về tới tận 19.5. Tại vì về tới đây thì nó quá là xa rồi. Thì nó sẽ phủ định mất cái nến tăng vào ngày 8 tháng 11. Hòa Phát thì theo Hải là sau một cái khoảng thời gian mà có những cái dấu hiệu mua đến từ quỹ Fubon. Thì bây giờ để xem coi là Hòa Phát vẫn đang có dấu hiệu mua nè. Thì mọi người thấy rằng là cái lực cầu từ khối ngoại vẫn sẽ đỡ cổ phiếu này. Cho nên khả năng là Hòa Phát sẽ không điều chỉnh quá sâu.
thì anh chị nào mà chúng ta thích hoài phát á, theo Hải cái điểm mua đẹp nó sẽ khoảng tầm là 26.5 á, 26.3 cho tới 26.5, chứ còn hơi khó để hoài phát có thể về đến tận là 26. Chúng ta thấy rằng trong cái quá trình tăng của hoài phát á, ví dụ như từ cái thời điểm tăng từ giá 21 này tăng lên giá khoảng tầm 27 28 á, thì có rất nhiều người chúng ta chờ đợi hoài phát sẽ điều chỉnh rất là sâu về những vùng giá dưới. Tuy nhiên cuối cùng thì hoài phát tăng liên tục tỳ và chỉ có một vài những cái phiên điều chỉnh ngắn mà thôi, chứ còn không có điều chỉnh quá sâu. Cho nên nếu mà chúng ta thích hoài phát á, thì theo Hải chúng ta sẽ buộc phải mua ở một vùng giá cao một xíu, khoảng tầm là 24 chấm 26.3 cho tới 26.5, còn rất là khó để hoài phát có thể về tới tận 26 mọi người ha, rất là khó. Rồi bất động sản thì nhìn chung nó cũng tương tự với lại nhóm chứng khoán, khi mà đa phần á, là những cái nhịp điều chỉnh trước của nhóm bất động sản theo Hải là khá là sâu. Như là đất xanh thì chúng ta sẽ thấy rằng là thật ra đất xanh thì bây giờ không có quá nhiều cản, cái cản của đất xanh nó đang ở vùng giá khoảng tầm 19 rồi, thì đất xanh đã chính thức bứt phá ra khỏi vùng giá này. Tuy nhiên thì với một cái nến to như thế này của đất xanh thì chắc chắn trong những phiên tới sẽ thoái lui về vùng giá 19, và chúng ta tiếp tục chú ý về thị trường. Nếu như thị trường cứ giữ mãi ở vùng giá khoảng tầm 19 á, thì đất xanh cũng sẽ sideways ở trong biên 19 tới 20, và khi đó sẽ bắt đầu hình thành một cái vùng bán với đất xanh. Tuy nhiên ngược lại, nếu như đất xanh có thể bứt phá ra được khỏi vùng giá 20, thì khi đó chúng ta sẽ có thể trông chờ vào cái mức giá ở trên này ở khoảng tầm 22 của đất xanh. Tương tự với DG. DG thì khả năng cao sẽ bắt đầu sideways ở vùng giá từ 24 cho tới 25. Và nếu như có thể bứt phá được khỏi 25 thì chúng ta sẽ bắt đầu kỳ vọng vào cái vùng giá phía trên đỉnh cũ của DG, khoảng tầm là 28. Còn nếu không á, thì sẽ bắt đầu phải thoái lui về, có thể sẽ về đến tận 22, có thể sẽ về tới 22. Hôm nay thì Phát Đạt có một cái nến phải nói rằng là quá là tích cực, và một cái cây nến mà phải nói rằng thanh khoản to đến tận là gấp 4 lần so với chợ trung bình 10 phiên, và gấp 4 lần so với trung bình 10 phiên, và đóng nến cao nhất ngày kèm với dư 3,3 triệu cổ mua, thì đây hoàn toàn là một cây nến khẳng định của Phát Đạt. Chúng ta có thể yên tâm chúng ta tiếp tục cầm. Theo Hải thì với cây nến này thì có khả năng Phát Đạt sẽ vượt đỉnh sớm, chỉ cần thị trường không quá tệ, chỉ cần thị trường giữ ở vùng giá tốt thì khả năng cao Phát Đạt sẽ vượt đỉnh sớm, khả năng cao Phát Đạt sẽ vượt đỉnh sớm. Đó là cái nhận định của Hải. Thì Phát Đạt cũng là một cái cổ phiếu mà theo Hải là trong cái quá trình tăng trước của thị trường á, Phát Đạt không tăng quá nhiều, Phát Đạt không tăng quá nhiều, cho nên là cái việc Phát Đạt có thể vượt qua được vùng đỉnh cũ á, là một cái câu chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với Phát Đạt thì anh chị ta có hàng chúng ta cầm. Nam Long là một cái cổ phiếu được Hải khuyến nghị mua ở trong phiên ngày hôm nay, cả room khách hàng và cả trong room cộng đồng. Thì chúng ta cũng thấy rằng Nam Long cũng có một cây nến rất là uy tín, rất là uy tín. Cái này là phải gọi là gấp 5, gấp 6 lần so với trung bình 10 phiên luôn đối với Nam Long. Tuy nhiên thì một cái điểm trừ là Nam Long không thể đóng nến cao nhất phiên, không thể đóng nến cao nhất phiên. Cho nên thời gian tới thì có thể sẽ có thoái lui về cái vùng giá khoảng tầm là 36. Thì quanh 36 sẽ bắt đầu hình thành cái điểm mua gia tăng cho anh chị. Quanh 36 có thể sẽ hình thành điểm mua gia tăng cho anh chị. Còn nếu như mà tốt hơn thì có thể bứt phá được 37 á, thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào cái vùng giả định phía trên khoảng tầm 38 39 thì sẽ chốt với Nam Long. Thì bởi vì với một cái rong nến phía trên như thế này á, thì theo Hải là sẽ khó để có thể vượt đỉnh chung với Phát Đạt ha. Rất khó để có thể vượt đỉnh chung với Phát Đạt, mà nó sẽ buộc khi mà chạm vào đỉnh á, sẽ bắt đầu phải có những điều chỉnh xuống để test lại cung cầu thì mới vượt được. Còn Phát Đạt thì nó uy tín hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó quyết đoán hơn. Ở bên phía khu công nghiệp thì ngày hôm nay có một phiên theo Hải là tương đối là giằng co, mà chúng ta có Kinh Bắc nè, có đúng không ạ, thì liên tục giằng co vùng giá 30 cho tới là 31, thì đây chính là cái mà chúng ta đang nhắc tới là giờ cung ở phía 31 rất là nhiều, và để xem coi là trong vài phiên nữa là cầu ở 30 có chịu nổi không. Nếu như mà vài phiên tới mà bắt đầu cứ sẽ quay mãi vùng này á, thì khả năng cao sẽ bắt đầu thủng 30, sẽ bắt đầu thủng 30. SSC là một cái cổ phiếu hôm nay tăng tương đối tốt nè. Thực ra thì với một phiên như thế này thì SSC rất là ổn rồi, rất là ổn rồi. Thì hy vọng là SSC sẽ có thể giữ lại được cái vùng giá khoảng tầm là 37 thì sẽ ok với SSC. Tương tự một số cổ phiếu như là Phước Hòa này khá là ok. Thì chỉ cần là giữ được trên 36 thôi là một cái điểm cộng rồi với Phước Hòa. VGC cũng như vậy. Thanh khoản thì không có dấu hiệu quá bùng nổ, và chỉ cần thôi, chỉ cần giữ được ở 50. Và IDC cũng như thế, chỉ cần giữ được ở khoảng tầm vùng giá 48 khá là ok rồi. Thanh khoản ở một cái mức không phải quá cao, một cái mức khá là bình thường với lại IDC là một cái điểm cộng rất lớn với lại khu công nghiệp ngày hôm nay. Hà Đô thì ở mức bình thường, Hà Đô ở mức bình thường thì thật ra Hà Đô phải quay trở về 28 mới nói chuyện. Hà Đô phải về 28 mới nói chuyện. Còn bây giờ thì Hà Đô thật ra thì vẫn còn
rất là nhiều cảng, và vẫn còn rất là nhiều cảng, thì bây giờ chúng ta phải chờ thôi, phải chờ Hàng Đô vượt qua khỏi 28 thì mới hình thành một cái điểm mua mới với Hàng Đô. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có một vài những cái ngành nhỏ hơn, ví dụ như là chúng ta có đầu tư công. Thì đầu tư công là một cái ngành mà Hải có chia sẻ ngày hôm qua rồi. Đầu tư công là một cái ngành mà đối với Hải á, là thứ nhất là trong những cái phiên gần đây thì thật ra vốn của đầu tư công nó không quá là uy tín. Chúng ta có rất là nhiều phiên tăng trần của đầu tư công, từ FCN, từ Lycogi nè, nhưng mà chúng ta thấy rằng về mặt thanh khoản á thì đúng là có gia tăng hơn so với những phiên trước, tuy nhiên thì không có được sự bùng nổ so với lại nhóm như là chứng khoán nè, bất động sản nè, khu công nghiệp nè, hay là thép, hoàn toàn không có sự bùng nổ quá lớn vào thanh khoản mà chỉ duy trì ở những cái mức gọi là khá là trung bình thôi, cao hơn trung bình một xíu. Thì và ngoài ra thì các cái nhóm về gọi là đầu tư công á thì đa phần là cũng chưa có thể bứt phá được cái vùng cản, như Lycogi ngày hôm nay chạm cản bị bán nè, ha, chạm cản 12 bị bán Lycogi. HNV thì vượt qua rồi, vượt qua được cản 15 rồi, nhưng mà chúng ta phải chờ xem coi là cái nhịp test phía sau có giữ được 15 hay không. VCG thì cũng khá là ok, nhưng mà nhìn chung thì sao ạ? Bắt đầu chạm vào cản 23 thì bị bán. Đúng không ạ? FCN này, FCN thì chưa chạm được cản luôn. Cản của FCN đến tận 15 mà bây giờ mới có toàn ten ở đâu 14 á, còn rất là xa. Cho nên đầu tư công là một cái nhóm mà theo Hải á, là chỉ là tăng theo tin tức thôi. Chứ còn xét về mặt gọi là nội tại doanh nghiệp nè, và xét về mặt gọi là sức khỏe cổ phiếu, phân tích kỹ thuật á, thì đây là một cái nhóm ngành mà nó tương đối là tệ và chúng ta chưa có nên đụng vào, nó chưa nên đụng vào với lại cái nhóm đầu tư công. Cái quá trình chúng ta thấy rằng những cái nhịp hồi đầu tiên á, thì hồi thì thị trường rất là khỏe, rất là hưng phấn, nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu bước vào một cái nhịp sideways á, bước vào một cái nhịp test lại á, thì cái lực cung nó sẽ bắt đầu nó mạnh hơn, và nhịp sau khi mà thị trường nó bắt đầu nó tăng tiếp á, thì những cái cổ phiếu như đầu tư công sẽ bị bỏ lại. Tại vì sao ạ? Cầu á nó không có muốn vào mà cung nó thì nhiều. Tại vì sao? Kẹp nặng quá, bây giờ mà kẹp tới 30% xa quá. Thôi, bất động sản tăng tốt kìa, DG kìa, VIX kìa, nhiều cổ phiếu tăng tốt quá, thôi bán, đổi mạng cổ phiếu khác cho nó khỏe hơn. Thì đó chính là những cái vòng lặp của các cổ phiếu mà cái sức mạnh nó quá yếu, thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý mọi người ha. Rồi, thì đó là một hải điểm qua sơ bộ về rất là nhiều những cái nhóm ngành thì chúng ta sẽ có thể tham khảo. Thì bất kỳ anh chị nào mà chúng ta đang lo ngại về cái việc là ngày hôm nay danh mục mình bị bán ngược, đang rất là hưng phấn, thì tự nhiên nó lại quá là yếu ở cuối phiên á, thì liệu có phải phiên phân phối hay không, thì xin trả lời là đây chắc chắn là một phiên phân phối. Tuy nhiên thì cái quá trình tăng của thị trường nó cần phải có nhiều phiên phân phối thì thị trường mới có thể tạo đỉnh và điều chỉnh, cho nên chúng ta vẫn có thể an tâm là có mua vào phiên ngày hôm qua hoặc là phiên ngày hôm nay thì chúng ta vẫn có thể là kỳ vọng vào một cái nhịp chúng ta có lời đối với lại một cái nhịp T cộng. Còn anh chị nào mà chúng ta bắt đầu mua từ ngày mai hoặc là tuần sau á thì chúng ta sẽ bắt đầu rén dần đi nha, chúng ta nên bắt đầu rén dần. Và theo Hải thì chúng ta bây giờ có hàng rồi thì cứ ngồi rung đùi thôi và chờ chốt thôi, chứ còn gọi là cứ canh canh mà mua á thì bây giờ rất là khó. Thì đó là cái nhận định của Hải cho cái video ngày hôm nay. Và cuối cùng thì xin giới thiệu một tí ha, thì Hải sẽ ra video vào lúc 8 giờ 10 buổi tối, chúng ta có thể đón xem dưới dạng công chiếu. Thì chúng ta thấy hay thì ít chúng ta có thể cho Hải một cái phím một ở phía bên dưới bình luận, và đặc biệt chúng ta có thể đưa ra bất kỳ những cái gọi là góc nhìn cá nhân nào ở bên phía phần bình luận, thì nếu mà ý kiến của chúng ta hay, ý kiến của chúng ta hữu ích thì Hải sẽ tư vấn và Hải cũng sẽ bàn luận ở trong nội dung chính của video, tương tự như là anh ngày hôm qua. Thì dù sao cũng rất là cảm ơn anh đã đưa ra cái góc nhìn của mình. Thì hy vọng là video ngày hôm nay sẽ giúp anh có thêm một cái góc nhìn mới, và liệu không biết là có thay đổi được góc nhìn của anh hay không, nhưng mà chúc anh sẽ đầu tư thành công ở trong thời gian tới, và cũng xin chúc cho chúng ta sẽ có một phiên dịch ngày mai thật là thành công ha.